Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Thủy Dương, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 12 năm 2016. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản viếng đền Yasukuni. Tokyo thân thiện hơn với Đài Loan, Trung Quốc phản đối. Nghi phạm vụ khủng bố bằng xe tải ở Berlin đã tìm cách mua vũ khí từ Pháp. Hoa Kỳ muốn trừng phạt Nga tấn công tin tặc vào Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Trung Quốc gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi thông điệp hòa bình từ Trân Châu Cảng, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đến viếng đền Yasukuni, nơi bị xem như là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Đây là lần đầu tiên vị nữ bộ trưởng có quan điểm rất bảo thủ thuộc phe Yu Hou tại Nhật Bản đến viếng ngôi đền này kể từ khi bà được bổ nhiệm vào chính phủ Shinzo Abe. Vừa trở về từ Hawaii, bà Inada nói, trong năm nay, tổng thống của quốc gia thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã đến viếng Hiroshima. Hôm qua, Thủ tướng Nhật đã phát biểu tại Trân Châu Cảng để xoa dịu linh hồn những người đã khuất. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói tiếp rằng, bà đến viếng đền Yasukuni để cầu nguyện cho hòa bình ở Nhật và trên thế giới, mặc dù các nước châu Á vẫn xem việc các chính khách Nhật viếng ngôi đền này là một hành động khiêu khích. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã lên án hành động nói trên của bà Inada, triệu một quan chức cao cấp của Đại sứ quán Nhật tại Seoul lên để phản đối. Cho tới nay, Hàn Quốc cũng như Trung Quốc đều cho rằng Tokyo vẫn chưa hối tiếc đầy đủ và thật lòng về những tội ác mà quân đội Thiên Hoàng gây ra trong thời gian Thế chiến thứ hai và trong thời gian chiếm đóng Triều Tiên từ 1910 đến 1945. Đền Yasukuni nơi vinh danh 2,5 triệu binh lính Nhật hy sinh, nhưng trong đó có đặt bài vị của 14 tội phạm chiến tranh đã bị đồng minh kết án sau Thế chiến thứ hai. Mặc dù bị một số nước châu Á lên án, các bộ trưởng và nghị sĩ Nhật vẫn thường xuyên đến viếng đền này. Hôm qua, một bộ trưởng khác cũng đã đến viếng đền Yasukuni, nhưng việc Bộ trưởng Quốc phòng Inada đến đây cầu nguyện lại mang tầm mức lớn hơn. Theo nhận định của nhà chính trị học Tetsuko Kato thuộc Đại học Hitotsubashi, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, với việc đến viếng đền Yasukuni, bà Inada muốn xoa dịu những thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan, vốn không tán đồng việc bà tháp tùng Thủ tướng Nhật đi thăm Trân Châu Cảng. Về quan hệ Nhật Bản-Đài Loan, chính quyền Đài Bắc vào hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh việc Tokyo dùng từ Đài Loan trong tên gọi mới của cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản tại vùng lãnh thổ này. Trong một thông báo đăng trên trang web của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản, định chế tương đương với Đại sứ quán Nhật ở Đài Bắc, danh xưng tới đây, kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng của cơ quan này, sẽ là Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản-Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay, bà Vương Bội Linh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan, đã cho rằng việc Tokyo đổi tên gọi của cơ quan đại diện Nhật Bản cho thấy đầy đủ hơn tính chất công việc của định chế này tại Đài Loan. Nếu Đài Bắc tỏ ý rất hài lòng, thì Bắc Kinh đã tỏ ra rất khó chịu. Và hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối mọi chủ trương nêu ra quan điểm xin trích một Trung Quốc, một Đài Loan hay là hai Trung Quốc. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh đả kích thẳng Nhật Bản khi tuyên bố rằng động thái tiêu cực của Nhật Bản với vấn đề Đài Loan đã khiến Bắc Kinh vô cùng thất vọng. Bà Hoa Xuân Oánh cũng hàm ý đe dọa Tokyo khi kêu gọi Nhật Bản tránh gửi đi thông điệp sai lạc tới Đài Loan cũng như cộng đồng quốc tế hoặc gây nhiễu loạn trong quan hệ Trung-Nhật. Bắc Kinh chắc chắn sẽ còn bực tức hơn nữa vì sắp tới đây Tổng thống Đài Loan sẽ quá cảnh Hoa Kỳ trên đường công du châu Mỹ Latin. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã xác nhận tin trên vào hôm nay. Còn về tình hình Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay tuyên bố rằng không gì đáng quan ngại nghiêm trọng về việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo ở Trường Sa và quân sự hóa các đảo này.
Trả lời đài truyền hình Mỹ CNN hôm nay, Tổng thống Duterte lập luận rằng việc Hoa Kỳ đã không ngăn chặn Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông cho thấy đây không phải là mối quan ngại nghiêm trọng. Ông Duterte nhắc lại ông muốn tránh đối đầu với Trung Quốc và nói rằng không có gì cấp thiết trong việc yêu cầu Bắc Kinh thi hành phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Biển Đông đưa ra vào tháng 7 vừa qua nhưng đã bị Trung Quốc bác bỏ. Tổng thống Duterte còn nói là ông không có ý định thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền của Philippines ở Biển Đông và theo ông, cường quốc duy nhất có thể ngăn chặn Trung Quốc xây đảo nhân tạo chính là Hoa Kỳ. Tuy vậy, Tổng thống Duterte xác định rằng nếu Trung Quốc bắt đầu khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc chủ quyền Philippines thì ông sẽ áp dụng phán quyết của Tòa trọng tài để chống Bắc Kinh. Trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines hiện có nhiều mỏ dầu khí nhưng nước này chưa có đủ khả năng để khai thác, đồng thời Philippines lại bị Trung Quốc đòi chủ quyền chồng lấn lên một số khu vực. Còn về tình hình nội bộ Trung Quốc, xảy ra khủng bố ở Tân Cương, 3 người bị cảnh sát bắn chết. Theo AFP, hôm qua 3 người đã tấn công vào văn phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Tân Cương, kích hoạt một thiết bị gây nổ, khiến 2 người chết và 3 người bị thương, nhưng sau đó đã bị lực lượng an ninh bắn hạ. Tân Hoa Xã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tân Cương là khu vực sinh sống của đa số người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thường xuyên cáo buộc chính quyền sách nhiễu và đàn áp họ vì lý do tôn giáo và văn hóa. Còn chính phủ Trung Quốc lại cáo buộc người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ liên lạc với các tổ chức khủng bố ở nước ngoài để tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương và các nơi khác tại Trung Quốc. Còn tại Anh Quốc, trong một thông cáo công bố vào hôm qua, Bộ Nội vụ Anh cho biết là một chiến dịch truy quét lao động bất hợp pháp, đặc biệt là tại các tiệm làm móng, đã cho phép bắt giữ gần 100 người, đa số đến từ Việt Nam. Theo Bộ Nội vụ Anh được Reuters trích dẫn, chiến dịch mang tên Magnify kéo dài một tuần lễ và kết thúc hồi đầu tháng, đã kết hợp nhiều bộ trong chính phủ Anh, mục tiêu là triệt hạ điều được gọi là nạn nô lệ thời hiện đại, tức là việc sử dụng và bóc lột lao động bất hợp pháp. Đặc điểm chiến dịch này là đánh vào các cơ sở làm móng. Theo Bộ Nội vụ Anh, cảnh sát đã bố ráp gần 300 tiệm làm móng, hay được gọi là làm nail, bị tình nghi sử dụng lao động ngoài Liên hiệp châu Âu một cách trái phép. Tổng cộng 97 người đã bị bắt giữ. Đa số người bị bắt là người Việt Nam, số còn lại đến từ Mông Cổ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Ghana và Nigeria. Hơn 10 người trong số này được cho là nạn nhân của các nhóm buôn người. Và trong số các cơ sở bị truy quét, có 68 tiệm có thể bị phạt rất nặng. Theo Bộ trưởng Di Chú Anh, chiến dịch muốn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến những người chủ sử dụng lao động, nhẫn tâm bóc lột những người dễ bị tổn thương và cố tình vi phạm luật nhập cư của Anh. Vấn đề lao động bất hợp pháp của người Việt Nam tại Anh Quốc đã được chú ý trong thời gian gần đây. Theo báo Anh Daily Mail, một báo cáo năm 2013 của Trung tâm Anh Quốc chống nạn buôn người, ước tính khoảng 90% nạn nhân bị đưa lậu vào Anh để bị ép buộc trồng cần sa là công dân Việt Nam. Nhiều người đã bị lừa với lời hứa hẹn đến làm việc trong một tiệm làm móng. Về cuộc điều tra liên quan tới vụ khủng bố ở Berlin, nghi phạm lái xe tải đâm vào một khu chợ Noel ngày 19 tháng 12 vừa qua được cho là đã tìm cách mua vũ khí từ Pháp. Từ Berlin, thông tín viên RFI Julia Meschosi giải thích như sau. Anis Amri đã liên lạc trực tiếp với những tín đồ Hồi giáo cực đoan sống tại Pháp. Giờ vẫn còn quá sớm để kết luận rằng đây là một nhóm có tổ chức, nhưng Anis Amri đã tìm cách mua vũ khí, trong đó có nhiều súng trung liên, vào hồi tháng 3, qua các mối quan hệ ở Pháp. Theo nhà chức trách Đức, mua súng trung liên ở Pháp dễ hơn là ở Đức. Các thông tin này đã được cảnh sát Berlin kiểm chứng và gây nhiều nghi vấn về sự trợ giúp mà Anis Amri có được từ Pháp, trong khi thanh niên này từ tháng 2 2016 lại bị xếp vào loại đe dọa tiềm tàng và bị theo dõi. Cơ quan an ninh cũng đã nghe lén điện thoại Anis Amri, nhờ đó họ biết Amri đã tìm hiểu về cách chế tạo bom và đã có ý định tấn công khủng bố từ nhiều tháng trước đó. Nhưng có một thông tin khác có thể khiến nhiều người tức giận,
đó là ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhà chức trách Đức đã dỡ bỏ lệnh theo dõi các cuộc điện đàm và mọi di chuyển của Anis Amri. Cho đến giờ, vẫn không ai biết tại sao nhà chức trách lại quyết định như vậy. Pourquoi? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose en Allemagne. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, phiên tòa xét xử 9 trí thức, trong đó có nhà văn nữ Ashley Erdogan, đã mở ra vào hôm nay. Các bị cáo bị truy tố về các bài viết đăng trên nhật báo Özgür Gülden, thân cộng đồng Kurdistan. Từ Istanbul, thông tín viên RFI Alexandre Millet cho biết thêm chi tiết. Án tù chung thân được đề nghị đối với nữ văn sĩ Ashley Erdogan, trong lúc những bị cáo khác có nguy cơ bị từ 7 đến 15 năm tù trong phiên xử trên nguyên tắc bắt đầu hôm nay tại tòa án Kalayan trước sự hiện diện của đông đảo người trong ủy ban ủng hộ nhà văn. Chính bị cáo đưa ra xét xử hôm nay bị cáo buộc là những người của đảng Kurdistan PKK vốn bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xem là một tổ chức khủng bố sau khi họ ủng hộ tờ nhật báo Özgür Gülden. Trong 9 người bị xét xử, chỉ 4 người có mặt, 5 người còn lại đã bỏ trốn và sẽ bị xử vắng mặt. Nhà văn Ashley Erdogan bị tố cáo là tác hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ qua những bài viết của bà. Đối với chính quyền Ankara, Ashley Erdogan là thành viên của tổ chức khủng bố PKK. Những người thân cận với nhà văn đã bào chữa cho bà, cho rằng nhà văn luôn bênh vực những ai bị ruồng bỏ. Từ 18 năm nay, bà luôn viết bài cho các báo đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ và chưa bao giờ bị kết án. Đối với những người này, văn sĩ Ashley đã không thay đổi mà chính là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi. Bị công an che mặt đến bắt tại nhà riêng ngày 17 tháng 8 vừa qua, bà Ashley Erdogan từng bị biệt giam 30 ngày nhưng cũng đã thông báo được cho cộng đồng quốc tế về đường lối ngày càng chuyên chế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phòng xét xử rất nhỏ, quá nhỏ để có thể chứa hết những người đến dự, bao gồm gia đình bị cáo, nhà báo, đại diện ngoại giao châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và những người ủng hộ, không chỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ mà còn từ các nước khác. Cảm tình viên của nhà văn mang các tấm biển ủng hộ đã tập hợp trước tòa án trong im lặng. Trước phiên tòa vài tiếng đồng hồ, bà Ashley đã viết, đây là một cuộc săn bắt phù thủy. Tính ra, bà đã bị tạm giam đến 132 ngày. Alexandre Viet, Istanbul, RFI. Về vụ máy bay quân sự Nga bị rơi ở Hắc Hải hôm Chủ nhật vừa qua, giới điều tra Nga hôm nay xác định đó không phải là do nổ, mà là do một bất thường về vận hành thiết bị. Đó là thông báo của nhà chức trách Nga. Trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov cho biết đã có một sự bất thường về vận hành thiết bị trên chiếc máy bay quân sự Tu-154 bị rơi ở Hắc Hải vào sáng Chủ nhật 25 tháng 12, khiến toàn bộ 92 người thiệt mạng. Theo lời ông Sokolov, các chuyên gia sẽ phải làm sáng tỏ những nguyên nhân của sự bất thường đó và kết luận điều tra sẽ được công bố vào tháng Giêng năm tới. Một quan chức đặc trách an toàn các chuyến bay của quân đội Nga, ông Sergei Banetov thì khẳng định đã không có vụ nổ trên máy bay gặp nạn. Tuy ông vẫn không loại trừ hoàn toàn giả thuyết khủng bố. Hai chiếc hộp đen của máy bay đã được tìm thấy hôm thứ Ba và thứ Tư. Việc phân tích hai hộp đen này sẽ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn. Chiếc Tu-154 đã biến mất khỏi màn ảnh radar vào sáng sớm Chủ nhật, chỉ 2 phút sau khi cất cánh từ sân bay Sochi để bay đến căn cứ tại Syria, căn cứ mà Nga sử dụng để mở các cuộc không kích vào quân nổi dậy. Cũng tại châu Âu, phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE vào hôm qua cho biết, tổ chức này đã phát hiện ra một sự cố an ninh thông tin lớn vào đầu tháng 11. Vụ tấn công vào các máy chủ của OSCE đã gây ra nguy hiểm tới tính bảo mật của mạng lưới công nghệ thông tin của tổ chức và đe dọa tính nguyên vẹn của hệ thống. Một cơ quan tình báo của phương Tây cho là nhóm tin tặc AFT-28 của Nga đứng sau vụ tấn công tin tặc này. Phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu không bình luận về thông tin này, nhưng cho biết là đã xác định được phương thức tấn công của nhóm tin tặc. Cũng liên quan tới vụ tin tặc Nga, Hoa Kỳ muốn trừng phạt Moscow về việc tấn công vào Đảng Dân Chủ trong thời kỳ vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Theo hai viên chức Mỹ xin giấu tên, thì các nội dung biện pháp được Tổng thống Obama thông qua không được công bố. Tuy nhiên, nhiều hướng đã được gợi lên nhân các cuộc thảo luận gần đây, đó là trừng phạt kinh tế, truy tố, tư pháp hoặc có những biện pháp nhắm vào các nhà ngoại giao Nga. Điện Kremlin và ông Donald Trump cho tới nay đã bác bỏ các lời tố cáo
liên quan tới việc Nga tấn công tin tặc vào Hoa Kỳ trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga vào hôm qua đã cảnh báo là Moscow sẽ trả đũa nếu Washington đưa ra những biện pháp mới trừng phạt kinh tế Nga. Phía Nga còn tố cáo ông Obama là muốn trừng phạt Nga để thọc gậy bánh xe vào Tổng thống Donald Trump, được cho là hữu hảo với Moscow. Còn liên quan tới tình hình Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bảo vệ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine. Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã bảo vệ giải pháp hai nhà nước, coi đó là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như cho nền dân chủ của nhà nước Do Thái. Theo ông Kerry, việc xây thêm các khu định cư Do Thái trên phần lãnh thổ của người Palestine không phù hợp với lý tưởng dân chủ của Israel. Chỉ vài phút sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Israel đã cáo buộc bài diễn văn của John Kerry là có nội dung chống Israel. Còn tại vùng châu Mỹ Latin, Quốc hội Colombia ngày hôm qua đã thông qua đạo luật ân xá cho quân du kích thuộc mặt trận võ trang cách mạng Colombia, tức là FARC. Đạo luật này là bước đầu tiên để cụ thể hóa thỏa thuận hòa bình mà chính phủ Colombia đã ký với lực lượng du kích FARC. Kể từ nay, 5.700 quân du kích FARC có thể giải ngũ và giao nộp vũ khí cho chính quyền. Luật ân xá cho quân du kích FARC và các thành viên của quân đội Colombia không bao gồm những người đã phạm các tội ác chiến tranh nghiêm trọng hay tội ác chống nhân loại. Còn chính quyền Ba Lan vừa bí mật mua lại bức danh họa Phu nhân với con chồn nổi tiếng của nhà danh họa Ý thời phục hưng Leonardo da Vinci. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái ở Biển Đông. Vụ Hải quân Trung Quốc thu giữ một tàu lặn không người lái của Hải quân Mỹ ở Biển Đông trong tháng này là vụ chưa từng có, và nó báo hiệu những vụ tương tự trong tương lai, bởi vì cả Washington lẫn Bắc Kinh đang sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống không người lái ở vùng biển này, theo trang mạng The Diplomat ngày hôm nay. Mặc dù Hải quân Trung Quốc sau đó đã trao trả lại tàu lặn không người lái cho phía Mỹ, nhưng vụ này vẫn tiếp tục gây tranh cãi với hành động bị xem là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bắc Kinh muốn áp đặt những giới hạn lên các hoạt động giám sát của Mỹ ở Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Nhân vụ thu giữ tàu lặn không người lái, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ ngưng các hoạt động do thám ở vùng Biển Đông, mặc dù Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển cho phép những hoạt động này. Ngoài việc biện minh cho việc thu giữ tàu lặn không người lái của Mỹ, báo chí chính thức của Trung Quốc đã nêu lên nguy cơ các tàu lặn này thu thập không chỉ tin tình báo về các tàu ngầm của Trung Quốc, mà cả những thông tin đáng giá hơn, bởi vì các tàu lặn không người lái của Mỹ tối tân hơn. Vụ nói trên xảy ra vào lúc cả quân đội Hoa Kỳ lẫn quân đội Trung Quốc đang sử dụng ngày càng nhiều hệ thống không người lái ở Biển Đông cũng như ở vùng biển Hoa Đông. Theo The Diplomat, quân đội Mỹ vẫn thường sử dụng các tàu lặn không người lái để thu thập những dữ liệu về đại dương. Trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, Hoa Kỳ tiến hành ngày càng nhiều chuyến bay do thám với các máy bay không người lái, như máy bay Global Hawk trên vùng biển này. Đã có thông tin là Trung Quốc nhiều lần tìm cách gây nhiễu sóng điện tử các chiếc Global Hawk. Về phần mình, quân đội Trung Quốc cũng đã mở rộng việc sử dụng các hệ thống không người lái, không chỉ nhằm do thám mà còn nhằm thiết lập một sự hiện diện thường trực ở các vùng biển đang tranh chấp. Ngoài việc đưa máy bay không người lái vào cơ cấu của lực lượng, quân đội Trung Quốc còn triển khai một số tàu lặn không người lái và đang nỗ lực phát triển tàu mặt nước không người lái. Hạm đội Nam Hải và hạm đội Đông Hải của Trung Quốc nay đã có nhiều đơn vị với máy bay không người lái, mà dường như đã nhiều lần tham gia tuần tra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Cũng theo The Diplomat, gần đây Trung Quốc đã có nhiều bước tiến đáng kể trong việc phát triển các máy bay không người lái tối tân hơn, kể cả với khả năng tàng hình, tức là khó bị radar phát hiện. Theo nhận định của The Diplomat, việc sử dụng ngày càng nhiều hệ thống không người lái, những phương tiện mà không có hạn chế về nhân lực cũng như không có rủi ro về tính mạng, sẽ giúp cho Bắc Kinh củng cố những đòi hỏi chủ quyền và nâng cao khả năng kiểm soát các vùng biển tranh chấp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình sau mục điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh chuẩn bị với đề tài Brexit và Donald Trump, hai bất ngờ lớn của thời sự quốc tế năm 2016. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Xã hội, Nghệ thuật hòa bình, các bí mật và kho báu của nền ngoại giao Pháp. Tạp chí đó do Minh Anh biên soạn. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI nói về sự kiện Trung Quốc bất cần luật lệ về Biển Đông. Tàu hải quân Trung Quốc ngang nhiên thu giữ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ trung tuần tháng 12, đã khiến giới quan sát phải ngỡ ngàng trước thái độ công khai coi thường luật lệ quốc tế của Bắc Kinh. Trong một bài phân tích ngày 19 tháng 12, nhật báo Mỹ Wall Street Journal tỏ ra bực dọc trước thái độ bất cần luật lệ về Biển Đông của Trung Quốc. Tờ báo ghi nhận, trong một tin nhắn trên mạng Twitter, ông Donald Trump, Tổng thống tân cử Mỹ, cho đấy là một hành vi ăn cắp. Nhiều chuyên gia pháp lý phương Tây đồng ý với ông. Việc thủy thủ trên một chiến hạm Trung Quốc, chặn đường rồi thu giữ một chiếc drone của Hải quân Mỹ, không khác gì một hành động cướp biển. Lầu Năm Góc thì gọi hành động đó là phi pháp. Ngày 19 tháng 12, thì Trung Quốc đã trao trả lại chiếc drone. Một hôm sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh là thủy thủ đoàn trên tàu Trung Quốc chỉ thu giữ một vật bị bỏ rơi ngoài biển, giống như người ta nhặt một vật gì đó bị đánh rơi trên đường phố. Đối với nhật báo Mỹ, lập luận này quá là khó mà tin nổi. Trung Quốc đã vượt qua một ngưỡng mới và một lần nữa cảm thấy cần phải biện minh cho hành động quyết đoán của họ ở Biển Đông bằng một cái khung pháp lý bao quát. Cho dù dưới mắt Mỹ và các đồng minh, cách lý giải luật pháp đó có vẻ nông cạn, giả tạo. Trên thân chiếc tàu có những ghi chú rõ ràng và cũng rõ ràng là thiết bị đó đang trong tầm kiểm soát của chiếc tàu nghiên cứu British gần sát đó. Nếu Trung Quốc đã có thể tóm lấy một tàu lặn không người lái, thì họ hoàn toàn có thể chặn giữ một chiếc tàu đang đi qua. Trên vấn đề này, thì luật biển quốc tế không phân biệt loại tàu cũng như kích thước con tàu. Trung Quốc một lần nữa lại làm cho người ta đặt nghi vấn về những tuyên bố, theo đó họ không hề hạn chế quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Các láng giềng đang lo ngại là Trung Quốc đang từng bước rời khỏi con đường từng tuyên bố là muốn vươn lên một cách hòa bình. Chỉ mới năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã nói là sẽ không quân sự hóa 7 hòn đảo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở Biển Đông. Thế nhưng vừa qua, họ đã đặt hệ thống phòng không trên các đảo này, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Nhật báo Wall Street Journal cho rằng sự cố tịch thu tàu lặn Mỹ có lẽ là một đòn đáp trả của Bắc Kinh nhắm vào ông Donald Trump. Dưới mắt của Bắc Kinh, Tổng thống tân cử Mỹ đã thách thức nền tảng quan hệ Mỹ-Trung khi nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và trên tài khoản Twitter của ông đã đòi xét lại nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất mà Bắc Kinh ôm ấp. Thế nên bây giờ đến lượt Trung Quốc phá bỏ một điều cấm kỵ. Dĩ nhiên, không thể so sánh việc lấy đi một tàu lặn không người lái với việc Putin tấn công nước khác. Nhưng đây là một động thái khác đi theo một hướng nguy hiểm. Vào năm 2001, khi một chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào một máy bay dò thám Mỹ ở ngoài khơi Hải Nam, khiến cho chiếc phi cơ Mỹ phải đáp xuống Hải Nam, thì Bắc Kinh đã than phiền là máy bay Mỹ đã dò thám quá gần Trung Quốc một cách bất hợp pháp và đã áp dụng cách diễn giải riêng của họ về luật quốc tế. Lần này thì Bắc Kinh chẳng cần tìm cách đưa ra lý lẽ hợp pháp. Tờ Nhân dân Nhật Báo, ấn bản hải ngoại, cho là chiếc drone nằm trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc,
cho dù chiếc tàu lặn Mỹ nằm bên ngoài đường chính đoạn mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền khắp Biển Đông. Hai bộ Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc chỉ nói mơ hồ là thiết bị Mỹ nằm trong vùng biển đối diện với Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 12 còn trách cứ Mỹ là hoạt động dò thám sát gần lãnh thổ Trung Quốc. Một số học giả Trung Quốc còn cho là việc thu giữ chiếc tàu lặn không người lái là một thông điệp. Bắc Kinh không chấp nhận việc Mỹ ngày càng sử dụng thiết bị không người lái cho hoạt động dò thám dưới biển ở bất kỳ khoảng cách nào từ bờ biển Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Wall Street Journal, tranh chấp võ trang khó có thể xảy ra. Quân đội Trung Quốc còn lâu mới lấn át được siêu cường của thế giới. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Kinh khi ông thông báo vào trung tuần tháng 12 việc triển khai chiến đấu cơ F-22 Raptor ở Úc. Ông đã nói, chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể, nhưng sẽ sẵn sàng đối đầu khi cần thiết. Trung Quốc rất có thể sẽ diễn giải những quan điểm nói trên như một sự khiêu khích. Tờ Global Times phản ứng trước những tin nhắn Twitter của ông Trump đã nói là nếu ông Trump tiếp tục khiêu khích khi ông vào Nhà Trắng, thì Trung Quốc sẽ không kiềm chế nữa. Trong thời chiến tranh lạnh, những quy tắc xử sự trên hiện trường đã được mọi bên tuân theo để phòng ngừa sự cố có thể dẫn đến xung đột Liên Xô-Hoa Kỳ. Mỹ và Trung Quốc cũng đang nỗ lực làm việc trong chiều hướng đó. Thế nhưng, hành vi phi pháp có vẻ được tính toán kỹ lưỡng xảy ra hôm 15 tháng 12 đã thay đổi trò chơi. Giữa ông Trump đã ngang nhiên đánh vào các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và thái độ mới của Trung Quốc xem thường luật lệ, thì những va chạm thường xuyên là điều cần phải dự kiến. Trung Quốc rõ ràng là đang thử quyết tâm của Mỹ. Nếu quả thực là Bắc Kinh đã thay đổi chiến lược, thì dĩ nhiên quyết định tịch thu tàu lặn Mỹ đến từ bên trên hơn là quyết định của một viên chỉ huy côn đồ cấp dưới. Thế nhưng khả năng thứ hai này cũng hiển nhiên không kém, và điều đó sẽ nêu bật vấn đề hiệu quả của chủ trương cải tổ quân đội mà ông Tập Cận Bình tiến hành để áp đặt quyền kiểm soát rộng hơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng duy trì sự ổn định là nhiệm vụ quan trọng nhất cho năm 2017, trong khi kinh tế không sáng sủa. Bây giờ, thách thức của ông Trump đối với Bắc Kinh đang đẩy hai quốc gia vào vùng nước vô định. Hải quân của ông Tập như vậy vừa làm con tàu chao đảo, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật viếng đền Yasukuni. Nhật Bản thân thiện hơn với Đài Loan, Trung Quốc phản đối. Nghi phạm phụ khủng bố xe tải ở Berlin đã tìm cách mua vũ khí từ Pháp. Hoa Kỳ muốn trừng phạt Nga tấn công tin tặc vào Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái ở Biển Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Điểm báo. Một tháng sau khi Fidel Castro qua đời, không một gương mặt nào thật sự nổi trội trong hàng ngũ của Chủ tịch nước Raúl Castro, hiện đã 85 tuổi. Ai sẽ là người thay thế ông vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Theo nhận định của Le Monde được số ra ngày hôm nay, thì con đường tìm kiếm lãnh tụ mới của Cuba còn đầy bất trắc. Tại đất nước No Sé, có nghĩa là tôi không biết, cụm từ được người dân Cuba sử dụng nhiều nhất thay câu trả lời, Raúl Castro sẽ chính thức rời khỏi chức vụ chủ tịch nước vào tháng 2 năm 2018, song tiếp tục giữ chức chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba cho đến năm 2021. Vị trí của Raúl Castro có thể sẽ được nhường lại cho Miguel Díaz-Canel, 56 tuổi. Tuy nhiên, nhân vật số 2 của chế độ lại không nổi tiếng trong dân chúng.
Phải chăng đây là lựa chọn chiến lược của chế độ để tránh cho chính trị gia này khỏi mọi chỉ trích, hay vì Díaz-Canel thận trọng không muốn nổi tiếng hơn nhân vật số 1 để tránh chịu chung số phận với những nhân vật được cho là người kế nhiệm tiềm năng song nhanh chóng bị loại bỏ trong quá khứ? Người dân Cuba vẫn nhớ đến trường hợp của Philippe Pérez Roque và Carlos Lage, hai chính trị gia được cho sẽ là thay thế anh em nhà Castro trong thập niên 2000, song bị buộc tội phản bội vào năm 2009. Ngoài ra, Miguel Díaz-Canel còn có vài nhược điểm. Ông không xuất thân từ nhà binh, thiếu tính chính đáng vì không tham gia kháng chiến và sẽ phải thuyết phục giới cựu quân nhân luôn chuộng màu xanh ô liu của bộ quân phục, trong khi ông là fan của thời đại Internet, thích mặc quần bò và áo sơ mi trắng. Danh sách người kế nhiệm tiềm năng còn kéo dài với hai nhân vật quan trọng trong đội ngũ cựu chiến binh cách mạng vẫn chưa muốn rời khỏi quyền lực là Ramiro Valdés, vị chỉ huy lịch sử của cuộc cách mạng hiện 84 tuổi, và José Machado Ventura, phó chủ tịch Đảng Cộng sản hiện 86 tuổi. Ngoài ra, còn phải kể đến tướng Alejandro Castro, con trai của Raúl, ngoại trưởng đương nhiệm Bruno Rodríguez Parrilla, 58 tuổi, và cựu bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch, ông Marino Murillo, hiện đang phụ trách Ủy ban Hiện đại hóa nền kinh tế. Với nhiều gương mặt tiềm năng như vậy, Le Monde cho rằng tương lai chính trị hậu Raúl Castro hiện rất bất định. Không ai biết kế hoạch của chính trị Raúl ra làm sao và liệu ông ấy có kế hoạch gì hay chưa, theo nhận định của một nhà ngoại giao phương Tây nắm rõ tình hình Cuba. Trong khi đó, người dân Cuba vẫn còn sốc vì tổng tư lệnh qua đời. Một mặt, họ không hình dung ra được tương lai đang chờ đón họ. Mặt khác, người dân Cuba vẫn sợ phát biểu, theo đánh giá của Alberto, một chuyên gia kinh tế ở La Habana. Người dân chỉ dám ca ngợi những thành quả của chế độ như miễn phí giáo dục và chăm sóc y tế. Hơn nữa, phải nói là xã hội Cuba khá bảo thủ. 400 năm làm thuộc địa của Tây Ban Nha, 20 năm bị Hoa Kỳ can thiệp và chiếm đóng, sau đó là 40 năm khôi phục kinh tế của nhà nước Cuba. Chính vì vậy, người dân không mường tượng được một tương lai nào khác, quá rủi ro và xa lạ với những mật ngọt của chế độ mà họ từng sống. Nếu như thời hậu Raúl Castro vẫn bất định, thì chế độ Castro thuần túy và cứng nhắc đã chấm dứt từ lâu. Sau 2 năm lưỡng lự vào năm 2006 và 2008, Fidel Castro nhường quyền lực cho người em trai vào tháng 2 năm 2008. Thời kỳ hậu Fidel bắt đầu với những giáo điều xã hội dần bị chôn vùi một cách kín đáo. Từ năm 2014 đến 2016, La Habana xích gần hơn với Washington. Giới phân tích cho rằng, từ lâu Fidel là bức cản cho mọi thay đổi trên hòn đảo. Nhưng kể từ khi anh trai qua đời, Raúl có lẽ sẽ được rảnh tay thực hiện. Trái với những ý kiến tích cực trên, Ileana, một nghệ sĩ ở La Habana, lại cho rằng Raúl Castro thường bị chế giễu vì nấp sau cái bóng của người anh Fidel lại là một người đáng gờm và cứng rắn hơn cả anh trai. Ngày 27 tháng 12, tại lễ kỷ niệm 75 năm trận Trân Châu Cảng, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định hai cựu thù có thể trở thành những đồng minh thân cận nhất. Lễ tưởng niệm trận Trân Châu Cảng đánh dấu kết quả của một quá trình dài nhằm phá vỡ sự im lặng và cảm xúc của cả hai bên đối với những điều khủng khiếp trong Thế chiến thứ hai. Cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng ngay cả những vết thương chiến tranh sâu sắc nhất cũng để lại vị trí cho tình hữu nghị và hòa bình bền vững. Theo Le Monde và Le Figaro, sự kiện cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật có mặt tại Trân Châu Cảng khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Tokyo và Washington, đặc biệt trong việc hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Đây cũng chính là thông điệp gửi đến Tổng thống tân cử Donald Trump, người luôn đưa ra những lời tuyên bố gây lo ngại đối với Nhật Bản. Nhà tỷ phú khẳng định sẽ rút hết quân Mỹ đồn trú tại đảo quốc nếu như Tokyo không chịu trả nhiều tiền hơn cho quốc phòng. Trong khi đó, Nhật Bản chi trả đến 75% hóa đơn cho quân lính Mỹ ở Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe là người ủng hộ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong khi Donald Trump liên tục chỉ trích và có thể sẽ rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định ngay khi nhậm chức. Cuối cùng, ngày 22 tháng 12 vừa qua, tỷ phú New York đăng một tweet cho rằng Hoa Kỳ nên tăng khả năng nguyên tử, một thông điệp khiến Tokyo lo ngại. Theo báo chí Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống tân cử Donald Trump có thể sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh sau khi tân Tổng thống Mỹ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Hoa Kỳ triển khai chiến xa tại Hà Lan. Theo nhật báo kinh tế Lezeco, đây là dấu hiệu khẳng định tình đoàn kết với các đồng minh châu Âu và để khẳng định với Nga rằng không nương tay với bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào một trong số thành viên của NATO.
buổi lễ mở cửa trở lại một kho vũ khí tại Eindhoven, miền nam Hà Lan, bị đóng cửa từ năm 2006, có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Kho vũ khí trên sẽ nhận được trang thiết bị hạng nặng, nhiều chiến xa, xe bọc thép và thiết bị đại pháo sẽ được chuyển đến trong những tuần tới. Tại Đức, Hoa Kỳ cũng sẽ mở lại một số kho vũ khí khác trong năm 2017. Theo đánh giá của một quan chức Mỹ, đây là một tín hiệu rõ ràng, công khai và minh bạch nhằm ngăn ngừa mọi hiểu lầm với Moscow. Vẫn theo vị quan chức này, thì việc Nga sát nhập bán đảo Crimea và ủng hộ cuộc chiến ở miền đông Ukraine buộc Hoa Kỳ phải hành động. Trong khi đó, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Hà Lan trở nên xấu đi kể từ khi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị nổ tung trên không phận Ukraine vào tháng 7 năm 2014, khiến 200 người Hà Lan thiệt mạng. Bất chấp kết quả của một cuộc điều tra quốc tế cho rằng Nga có dính líu vào tai nạn trên, Moscow luôn chối bỏ trách nhiệm. Tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng thêm 237 tỷ đô la trong năm 2016. Theo tổng kết của nhật báo kinh tế Leseco, các tỷ phú Mỹ đã tận dụng được mọi kỷ lục của phố Wall, trong khi các tỷ phú khác thì được hưởng lợi từ việc giá dầu và kim loại tăng trở lại. Vẫn theo Leseco, Bill Gates vẫn đứng đầu danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2016 với tài sản lên đến 91,5 tỷ đô la, tăng 9,8% so với năm 2015. Tiếp theo là Warren Buffett với 74,1 tỷ đô la, Amancio Ortega 71,2 tỷ đô la. Leseco cũng tổng kết 6 nhân vật sáng giá nhất của năm 2016, đứng đầu là nhà sáng lập mạng Facebook Mark Zuckerberg, tiếp theo là Yang Huiyan, người phụ nữ giàu thứ hai Trung Quốc với tổng tài sản lên đến 7 tỷ đô la Mỹ. Trang nhất các nhật báo tập trung chủ yếu vào thời sự Pháp. Năm 2016 là năm thành công của các công ty khởi nghiệp Pháp, là tiêu đề chính trên trang nhất nhật báo kinh tế Leseco. Còn cuộc bầu cử Tổng thống Pháp là chủ đề được Le Monde, La Croix và Le Figaro chú ý. Le Monde miêu tả chân dung của Jean-Luc Mélenchon, ngôi sao mới trên trang YouTube. Chiến dịch tranh cử của ứng viên của Đảng nước Pháp bất khuất trên mạng Internet gặt được thành công với khoảng 140.000 người theo dõi. Năm 2017 khiến Đảng Xã hội lo sợ là hàng tựa lớn trên trang nhất của Le Figaro. Theo các cuộc thăm dò, Đảng Xã hội hiện đang có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất, trong khi các cuộc bầu cử Tổng thống và lập pháp đang đến gần. Đảng cầm quyền cũng đang phải đối mặt với lo ngại bị tan rã và bị kẹt giữa hai ứng viên cực tả Jean-Luc Mélenchon và cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron. Libération thì phản ánh nhiều công dân Pháp chưa đăng ký thẻ cử tri đang đổ xô đi đăng ký vào những ngày cuối năm để có thể đi bỏ phiếu vào năm 2017. Hiện tượng này khiến tờ báo nhận định phải xem lại ý kiến cho rằng cử tri thờ ơ với chính trị. Tuy nhiên, trái với nhận định của nhật báo Thiên Tà, nhật báo Công giáo La Croix lại nhận định khủng hoảng phiếu bầu vì vẫn còn nhiều triệu công dân Pháp chưa ghi danh trên danh sách cử tri. Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với tựa Brexit và Donald Trump, hai bất ngờ lớn của thời sự quốc tế 2016, tạp chí do Tú Anh thực hiện. Tạp chí Tiêu điểm. Donald Trump, nhà tỷ phú địa ốc Mỹ 70 tuổi, không một chút kinh nghiệm chính trị, đánh bại cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đoạt ghế tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Tại châu Âu, 52% cử tri Vương quốc Anh quyết định rút khỏi Liên hiệp châu Âu, hai cơn địa chấn chính trị ghi dấu 2016 bên cạnh những thảm nạn chiến tranh Syria và con đường vượt biên vượt biển của những người tị nạn chiến tranh và áp bức. Nếu 2016 được xem là năm của những làn sóng tị nạn và làn sóng dân túy, thì chiến thắng của Donald Trump ở Mỹ cũng như phe đòi London rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu là biểu tượng của hiện tượng thứ hai này và lan tận đến châu Á với Rodrigo Duterte đắc cử Tổng thống Philippines. Tạp chí Tiêu điểm tuần lễ cuối năm 2016 xin trở lại với hai cơn chấn chính trị tại Mỹ và châu Âu với một góc nhìn tương đối khác. Trước hết, trong số ra ngày 7 tháng 12, 2016, tuần báo Time Magazine đã chọn Donald Trump làm nhân vật của năm 2016, chắc hẳn là phải có lý do. Quan điểm của tuần báo uy tín này như thế nào? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần tường thuật. Vâng, cái lập luận của Time Magazine thì họ dựa trên hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là ông ấy là một cái nhân vật hết sức đặc biệt.
đặc biệt kể cả cái vấn đề những cái điều tốt và những cái điều không tốt đối với một cá nhân Donald Trump. Cái điều tốt đối với ông ấy là ông ấy đã thu hút được cái giới quần chúng của nước Mỹ mà ở Hoa Kỳ trong cái thời gian tranh cử đó người ta không nghĩ là ông có khả năng ông thu hút được. Ví dụ như ông đã xúc phạm giới phụ nữ, ông ấy đã xúc phạm giới da màu, ông ấy đã xúc phạm tất cả mọi những cái giới di dân đang sinh sống ở Hoa Kỳ hợp pháp cũng như bất hợp pháp, và ông ấy đã làm mất lòng láng giềng Mexico. Ông dọa ông sẽ xây một cái bức tường ngăn chặn và buộc Mexico phải trả tiền cái bức tường đó, xây phí tổn đó, và ông ấy còn đòi chống tất cả những người Hồi giáo di dân vào nước Mỹ. Ông ấy ngăn chặn, ông ấy đe dọa đủ thứ. Cái điều đó là cái điều mà người ta cho rằng là rất ngạc nhiên, là khi mà ông đã có những khuyết điểm nghiêm trọng như thế mà ông vẫn có thể thắng cử được. Cái điều thứ hai là người ta cho rằng là ông làm được những cái việc mà những người khác không làm được. Tức là ông vẫn được cái khối quần chúng mà từ xưa đến giờ họ cứ nằm im, họ không có phản ứng. Tức là những cái giới được gọi là giới người Mỹ thầm lặng. Và tất cả những cái yếu tố đó cho thấy là Time Magazine họ nói là họ chọn cái nhân vật này. Nếu nhân vật này làm những điều bất thường, làm những cái điều mà không ai có thể ngờ là sẽ thành công. Chỉ còn vài hôm nữa, thế giới bước vào năm 2017, và ngày 20 tháng Giêng, ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Liệu những khó khăn đã trôi qua với năm 2016 hay sóng gió đang chờ trước mặt vị Tổng thống này? Đối nội của nước Mỹ là ông phải đối phó với hai cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện về dữ kiện mà CIA nói là có bàn tay của nước Nga nhúng vào và chú ý là để giúp ông Donald Trump thắng cử. Ông Donald Trump nói rằng ông ấy phủ nhận tất cả. Nhưng mà sau đó thì cơ quan FBI là cái cơ quan mà điều tra nội bộ của nước Mỹ, tình hình ở trong nước Mỹ thì đều xác nhận. Chúng ta chưa thể biết khi nào thì họ bắt đầu họ điều tra, khi nào thì bắt các viên chức của an ninh Hoa Kỳ ra điều chuẩn cho Quốc hội. Và mình cũng không biết là cái cuộc điều tra đó nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Cái thứ hai là đối với những cái điều mà ông hứa ông ấy sẽ làm, chẳng hạn ông ấy xóa bỏ chính sách về vấn đề bảo hiểm y tế mà người Mỹ gọi bình dân là cái chữ Obamacare. Và khi Đảng Cộng Hòa hiện bây giờ ở tại Quốc hội chưa có bất cứ một kế hoạch nào để thay thế luật đó, thì sẽ có 30 triệu hay là hơn thế nữa người Mỹ mất bảo hiểm. Và hiện bây giờ các hãng bảo hiểm đã lên tiếng chống đối cái chuyện đó, cho rằng là khi mà thay đổi ngay mà chưa có một kế hoạch thay thế hữu hiệu thì sẽ làm xáo trộn kinh tế và người dân sẽ bất mãn. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là ông làm sao ông phải đoàn kết được nước Mỹ, là vì như Time Magazine đã nói là ông ấy là một vị tổng thống của một nước Mỹ đang chia rẽ. Ngoài những cái điều mà tôi vừa mới trình bày đó, thì người ta vẫn nghĩ rằng là ông Donald Trump là một thương gia thành công, thì người ta tin là ông sẽ thành công ở trong cái lĩnh vực chính trị. Như anh đã trình bày là trong các cái nhân vật nội các đó, bổ nhiệm và chưa được Quốc hội chấp thuận, nhưng mà những cái nhân vật đó họ có những cái lập trường và quan điểm giống như ông Donald Trump, là phải làm mạnh và phải quyết tâm làm được. Vấn đề làm được hay không là cũng còn phải tùy thuộc ở Quốc hội. Donald Trump đó, mặc dù là ít hơn bà Clinton tới gần 3 triệu lá phiếu, nhưng mà những cái giới bỏ phiếu cho ông Donald Trump, người ta tin là nước Mỹ sẽ thay đổi với một cái khuôn mặt mới, quyết tâm làm việc, có thể làm thay đổi tình hình nước Mỹ trong 2016 và 2017 đó, thưa anh. Cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Ngày 23 tháng 6, 2016, châu Âu rung chuyển và một phần công luận của Anh, 48%, choáng váng vì 52% đồng hương quyết định ra khơi, bỏ lại bến cảng lục địa 27 thành viên khác. Đứng trước một kết quả bất ngờ và gánh nặng to lớn, nhiều lãnh đạo chính trị, mỹ dân của Anh đã vội vàng từ chức, để lại con tàu cho bà Theresa May. Từ đó đến nay, tình hình nước Anh ra sao? Từ London, nhà báo độc lập Sơn Trần đưa ra một số phân tích lý thú sau đây. Khi mà có kết quả trưng cầu dân ý về Brexit xong rồi đó, thì những cái tiên đoán rất là bi quan về cái sự phát triển của nước Anh trong khoảng 2 tháng đầu tiên. Nhưng mà sau đó đó,
thì cái tình hình nó không xảy ra đúng như những cái tiên đoán của những cái nhà chiến lược hay những tờ báo lớn, làm cho người ta hụt hẳn. Và cái phe bảo thủ mà lúc trước họ vận động, kể cái phe tiến bộ mà vận động cho cái vấn đề ở lại trong Liên Âu đó, họ bắt đầu họ thay đổi quan điểm. Bởi vì họ thấy cái tình hình về kinh tế của Anh nó không có bị suy giảm đáng kể gì hết. Và nó từ từ nó đi lên sau 2 tháng, nghĩa là khủng hoảng cái niềm tin. Thì chưa bắt đầu tháng 9 đó, thì mức tăng trưởng của nước Anh là 0.5%, cao hơn cái mức dự đoán trước khi Brexit xảy ra là 0.3%. Chỉ số tiêu thụ nội địa đó, nó vẫn tăng đều đều. Và cái trị giá đồng ở Anh nó xuống thấp so với cái đồng euro và đồng đô la Mỹ. Cái trị giá đồng Anh Kim xuống thấp đó, nó làm cho cái hàng xuất khẩu của Anh đó, nó ở cái thế mạnh. Một cái may mắn nữa cho cái Brexit đó là anh biết là tuần vừa qua đó, cái đồng Mỹ Kim nó lên giá so với đồng Anh Kim. Nó làm cho cái hàng hóa của Anh đó, xuất khẩu mà bán sang Mỹ đó, là cái thị trường lớn nhất trên thế giới đó nha, thì nó là được thuận tiện. Trước thềm năm mới, các nhà phân tích kinh tế của Anh lại tỏ ra có dấu hiệu tin tưởng vào tương lai của đất nước này. Liệu nước Anh và dân Anh có đủ nội lực, bản lĩnh để đi vào một cuộc phiêu lưu mới? Trong suốt 3 tháng vừa qua đó, các cái thành phần thượng lưu của nước Anh đó có vẻ họ đoàn kết với nhau. Cái phe mà cương quyết ra khỏi Âu Châu đó và cái phe mà muốn ở lại trong Âu Châu đó, tương đối họ dung hòa cái quan điểm để mà họ làm việc làm sao cho cái việc mà rời khỏi Âu Châu vào năm 2019 đó xảy ra một cách êm đẹp, có lợi cho nước Anh và cũng có lợi cho Liên Âu. Đó là một cái yếu tố chính trị đặc biệt của nước Anh, bởi vì nước Anh đó phải công nhận là họ có cái truyền thống rất khôn ngoan về chính trị và họ rất đoàn kết để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Và cái tầng lớp quần chúng bình dân đó, tầng lớp đó họ có vẻ phấn khởi. Và trong cái thông điệp Giáng sinh và năm mới của nữ hoàng đó, đề cập rất nhiều đến những cái người lao động bình dân mà nước Anh nó gọi là thứ dân đó. Nữ hoàng chú trọng đến điều đó và tỏ ý là đó là cái thành phần đóng góp rất nhiều cho nước Anh một cách âm thầm. Thì dĩ nhiên cái chủ trương đó là của chính phủ, nhưng mà nữ hoàng là cái người tượng trưng để đọc thông điệp đó ra, là chia sẻ thêm cho những cái tầng lớp thứ dân, tầng lớp thấp nhất trong xã hội để nâng cao cái mức sống của họ. Kết luận ở đây đó, dù bất cứ khó khăn nào ở trên cái tầm vóc quốc gia đó, nhưng mà cái nền dân chủ lâu đời của nước Anh đó, nó làm cho chính phủ có cái phương cách điều chỉnh để giải quyết được những cái khó khăn nhất. Đó là cái điều mà ưu điểm nhất của cái chế độ dân chủ. Còn những chế độ độc tài đó thì loay hoay không thể nào giải quyết được những cái khó khăn. Xin cảm ơn nhà phân tích thời sự Sơn Trần từ Luân Đôn. Xin cảm ơn quý thính giả. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội với tựa Nghệ thuật hòa bình, các bí mật và kho báu của ngoại giao Pháp, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Nghệ thuật tiến hành chiến tranh không được làm quên đi nghệ thuật tái lập hòa bình. Vào lúc thế giới đang phải đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, xung đột quân sự, nước Pháp có cách riêng của mình để bày tỏ mong muốn hòa bình và đề cao kinh nghiệm ngoại giao. Từ giữa tháng 10 năm 2016 cho đến giữa tháng Giêng 2017, tại Petit Palais, Paris, Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp kết hợp với Tòa thị chính Paris tổ chức triển lãm Nghệ thuật hòa bình, những bí mật và kho báu của nền ngoại giao Pháp. Lần đầu tiên, khoảng 40 hiệp định và hơn 60 tài liệu trong kho lưu trữ văn kiện ngoại giao được trưng bày, tiêu biểu nhất cho lịch sử quan hệ quốc tế của nước Pháp. Bên cạnh các tài liệu này là những bức tranh, ảnh, tượng điêu khắc, đồ dùng hoặc các đồ mỹ thuật quý hiếm. Những thước phim tài liệu cho phép nắm bắt được bối cảnh lịch sử, hiểu được nội dung của các văn bản ngoại giao, quá trình đàm phán. Các tài liệu lưu trữ đặc biệt
như là Hiệp ước Arras năm 1435 đã được ký kết giữa nhà vua Charles đệ nhất và Philippe Le Bon, đi kèm với những bức tranh minh họa, thí dụ như là bức tranh của Sebastiano Ricci vẽ cảnh giáo hoàng Paolo đệ tam vào năm 1538, đã đạt được một sự hòa giải ngắn ngủi giữa François đệ nhất và Charles Quint. Triển lãm có gian trưng bày một số hiệp ước mà nước Pháp phê chuẩn. Các tài liệu lưu trữ này đều in đậm dòng chữ to: xin chào tất cả những ai đọc những tài liệu này. Đây là mẫu câu mà các vua Pháp đã dùng. Khi chuyển sang chính thể Cộng hòa, các tổng thống Pháp cũng dùng lại, được coi như một bảo đảm của nhà nước chủ quyền đối với các hiệp ước mà các bộ trưởng, các nhà đàm phán đã ký kết. Cho đến tận năm 2011, theo quyết định của Tổng thống Nicolas Sarkozy, câu nói trên được đơn giản hóa với dòng chữ: Tổng thống nước Cộng hòa Pháp chiếu theo Điều 52 Hiến pháp phê chuẩn. Bên cạnh câu viết trên, để bảo đảm sự hợp lệ, các văn bản ngoại giao còn thường được gắn dấu si. Ấn tượng nhất là bản tuyên bố của giới quý tộc Ba Lan về việc bầu Henri de Valois làm vua Ba Lan, văn bản làm tại Cam Nha ngày 23 tháng 5 năm 1573, có tới 120 dấu gắn si đính kèm. Đây là cuộc bầu cử tự do đầu tiên bên trong Liên bang Ba Lan-Litva, bao gồm một phần lãnh thổ các nước Ba Lan-Litva hiện nay. Hơn 40.000 thành viên trong giới quý tộc Ba Lan đã tham gia cuộc bầu cử và lựa chọn Henri de Valois làm vua. Cuộc bầu cử được tổ chức bởi vì nhà vua Sigismund đệ nhị thuộc triều đại Jagiellon băng hà nhưng không có con kế vị, và do thiếu vắng các ứng viên nghiêm túc đáp ứng các đòi hỏi của giới quý tộc. Sau cuộc bầu cử, giới quý tộc đã lập một văn bản thừa nhận vua Henri de Valois và các dấu gắn si là bằng chứng của việc công nhận văn bản này. Bà Gaëlle Riault, một trong những chuyên gia của Viện Bảo tàng Paris, được tuần sang em báo Le Monde trích dẫn cho biết: chúng tôi đã lựa chọn để trưng bày các hiệp định tiêu biểu nhất, đồng thời cũng là những văn bản đẹp nhất. Hết lời dẫn. Trong số những tài liệu quý, người xem có thể chiêm ngưỡng sổ thế bạ của Christophe Colomb năm 1502. Đây là một trong số hai bản được lưu giữ. Tổng cộng chỉ có 4 bản sao được xác thực công chứng, bao gồm những giấy tờ thừa nhận các ưu đãi mà Ferdinand và Isabel Tây Ban Nha đã dành cho Christophe Colomb trước chuyến đi cuối cùng của ông tới châu Mỹ. Trên các hàng chữ ghi bên bìa cuốn sổ thế bạ còn có hình khuôn mặt dường như là của Christophe Colomb cài lồng trong chữ E. Một tài liệu độc đáo khác là bức thư của vua Sim Thái Lan Rama Đệ Tứ Mongkut gửi cho Napoleon Đệ Tam ngày 17 tháng 3 năm 1861. Thư là một dải vàng mỏng có khắc chữ: đích thân hoàng đế Napoleon Đệ Tam và hoàng hậu Eugenie đã tiếp ba đại sứ Sim trình bức thư độc đáo này cùng nhiều tặng phẩm quý giá khác vào ngày 27 tháng 6 năm 1861 tại lâu đài Fontainebleau. Liên quan đến Việt Nam, kho lưu trữ tài liệu ngoại giao của Pháp cho trưng bày bản hiệp định đình chiến tại Việt Nam. Đây là một trong ba văn bản được ký tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm chấm dứt chiến sự tại ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Tài liệu được trưng bày là bản gốc tiếng Pháp và tiếng Việt. Các trang được nối với nhau bằng sợi dây lụa xanh trắng, gắn vào trang bìa bằng dấu gắn si, chữ ký của Cộng hòa Pháp và dấu quốc huy của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tài liệu ghi ngày ký là 20 tháng 7, 1954. Thực ra thời điểm chính thức ký các văn bản này là muộn hơn một chút, và đây cũng là một thủ thuật của ngoại giao Pháp để giữ lời và thể diện cho trưởng phái đoàn đàm phán của Pháp. Bởi vì ngày 19 tháng 6 năm 54, Thủ tướng Pháp Pierre Mendès France mới nhậm chức đã cam kết trước Quốc hội là ông sẽ tái lập hòa bình ở Đông Dương trong vòng một tháng, muộn nhất là vào ngày 20 tháng 7. Thế nhưng, cho đến đêm ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì các cuộc thương lượng vẫn chưa kết thúc.
để cho chính phủ Pháp không bị đổ vào hồi kết của cuộc đàm phán, cũng như là tôn trọng hình thức công pháp quốc tế tại phòng đàm phán Palais des Nations, nay là trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Người ta đã giữ nguyên hai chiếc kim đồng hồ ở số 12, và hơn 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7 thì hiệp định đình chỉ chiến sự tại Việt Nam và Lào đã được đại diện của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký kết. Hiệp định đình chỉ ở Campuchia được ký vào cuối sáng ngày 21 tháng 7. Còn bản tuyên bố cuối cùng thì đến chiều ngày 21 tháng 7 mới được hội nghị thông qua. Phần tiếp theo của triển lãm là gian trưng bày các tài liệu liên quan đến những quy định và thủ tục lễ tân cần tuân thủ để tiến hành đàm phán hòa bình. Từ thế kỷ 16, các quốc vương hạn chế đi lại và dần dần giảm bớt các cuộc gặp gỡ cấp cao. Các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý được chú trọng hơn. Từ thế kỷ 17 và 18 trở đi, việc đàm phán thương lượng ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn. Chính vì thế, vào năm 1712, Colbert de Torcy, một trong những nhà ngoại giao có tài dưới thời vua Louis XIV, đã có ý định thành lập trường đào tạo đầu tiên về ngành ngoại giao. Nhiều cuốn sách quý được trưng bày có thể là tài liệu tham khảo không thể thiếu cho các trường đào tạo ngoại giao thời nay, như là cuốn Đại sứ và các nhiệm vụ của nhà ngoại giao người Hà Lan Abraham de Vicquefort, nhà xuất bản Pierre Marteau ở Cologne năm 1715, hoặc là cuốn Một đại sứ hoàn hảo của Juan Antonio de Vera Zuniga y Figueroa, nhà xuất bản Theodore Ack năm 1709. Theo lời giới thiệu, dưới hình thức đối thoại, tác giả đưa ra quan niệm của ông về một nhà thương thuyết. Sách lần đầu tiên được xuất bản năm 1620 tại Sevilla, Tây Ban Nha, và sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cuốn sách trưng bày tại triển lãm là của tướng Clark, đại diện toàn quyền của Napoleon tại xứ Toscana, một vùng của nước Ý ngày nay. Nói đến ngoại giao Pháp là phải nói đến châu Âu. Có lẽ hiếm khi công chúng được nhìn tận mắt Hiệp định thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu được ký kết tại Roma, Ý ngày 25 tháng 3 năm 1957 và Hiệp định về Liên hiệp châu Âu được ký kết tại Madrid ngày 7 tháng 2 1992. Tuy nhiên, độ dày của hai văn kiện này gây sửng sốt, thậm chí choáng váng từ 10 đến 15 cm. Cuộc triển lãm đạt được mục tiêu là làm cho người xem suy nghĩ, hiểu được ý tưởng mong muốn hòa bình của nước Pháp qua hàng thế kỷ và tìm thấy những yếu tố mang tính quyết định đối với ký ức tập thể và từng cá nhân. Thưa quý vị, tạp chí Xã hội do Minh Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật viếng đền Yasukuni. Nhật Bản thân thiện hơn với Đài Loan, Trung Quốc phản đối. Nghi phạm vụ khủng bố bằng xe tải ở Berlin đã tìm cách mua vũ khí từ Pháp. Hoa Kỳ muốn trừng phạt Nga tấn công tin tặc vào Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái ở Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với tựa Cầu Long Biên qua hồi ký của toàn quyền Paul Dume. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Stefan phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.